mừng đội U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng của môn bóng đá nam SEA Games 30. Đây, bây giờ gia đình của Khương vừa chuẩn bị đi bảo nha quý vị khán giả. Đây, Thế Vĩnh đang chuẩn bị quần áo, giày dép. Xong sẵn sàng chưa con? Rồi, bây giờ cho con mình đi nha. Rồi, soạn áo khoác đi. Rồi, ok. Vậy bây giờ là trà sữa đã sẵn sàng rồi quý vị khán giả ơi, cái mũi. Rồi, chào khán giả đi. Rồi, giờ cha gia đình mình đi bảo nha. Rồi, cha nhớ chào quý vị khán giả nha. Rồi, rồi dép con đâu? Rồi, gia đình mình sẽ đi bảo nha. Rồi, đó, gia đình con vừa cũng đi bảo. Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Rất là vui quý vị khán giả, 10 năm rồi. Rất là vui. Trà sữa vui không? Dạ, con chào quý vị khán giả đi. Và gia đình mình đi bảo đây. Chào mẹ, chuẩn bị sẵn sàng nữa, gia đình mình đi bảo nha. Đây. Đó, trà sữa mang dép vô con ơi. Rồi, ok, sẵn sàng nha. Chào quý vị khán giả, bây giờ Khương Dừa, trà sữa và Thế Vĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ Khương Dừa với trà sữa với lại Thế Vĩnh đang ở Bình Chánh không quý vị khán giả. Ê, đừng có bạo động, đừng có động, từ từ. Đừng có chiến, mẹ đi. Dạ. Rồi, bây giờ Khương Dừa với trà sữa với lại Thế Vĩnh sẽ bắt đầu từ quốc lộ 1A đi vô An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi vô quận 6, rồi đi Bến Thành, rồi đi qua Thủ Đức, rồi đi ngoài Đồng Nai, rồi đi qua ngoài Hà Nội luôn nha quý vị khán giả. Rồi, đây chuẩn bị đi bảo thôi. Con lên lên lên, đừng có đục nước. Rồi, chào quý vị khán giả, giờ gia đình đi bảo thôi. Đi bảo xe này hả? Rồi, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam nha. U22 Việt Nam đó, hôm nay là trà sữa hả? Xuống con. Rồi, bây giờ con vừa đi nha, bye bye quý vị khán giả. Dạ, xin chào tất cả các quý vị. Bây giờ Khương Dừa, Thế Vĩnh với lại trà sữa sẽ đi bảo nha quý vị khán giả. Giờ mình truyền hình trực tiếp cho Khương Dừa với lại trà sữa với Thế Vĩnh là vợ của Khương Dừa. Rồi, hy vọng là đây là cái chuyến bảo đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam trong SEA Games 2030. Rồi, hy vọng là những năm sau là đội tuyển Việt Nam U22 Việt Nam sẽ liên tục đạt những huy chương vàng quý vị khán giả kìa. Mà đi bảo ở đây kìa. Rồi, rồi chào quý vị nhé nha. Rồi, xin chào quý vị khán giả, con Khương Dừa hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở tuyến đường U22 Việt Nam. Đó, nhưng phải là đảm bảo an toàn nha quý vị khán giả, đừng có xả rác nha. Rồi, nhớ đi một xíu rồi về, đừng có đi tới khác nha, làm ảnh hưởng tới đường phố. Quay hai đường rồi, phải chuẩn bị giật điện thoại nha. Rồi, vô em con ra chơi. Trà vui không? Lần đầu tiên bảo vui, trà sữa cũng rất là vui đó. Chắc là mình sẽ đi một đoạn thôi để ủng hộ tinh thần của đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Đi tới đâu nữa? Đi tới Philippines luôn á. Cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, nhưng mà cũng có mấy bạn bị lợi dụng đi ra đường đua xe lạng lách, vậy là không tốt đâu nha. Chạy an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông nha quý vị khán giả. Rồi đó, quá trời luôn đó. Đi mình phải quay lại lần đầu tiên Khương Dừa với lại các đồng bọn đi bảo nha quý vị khán giả. Rồi bây giờ Khương Dừa đang tiến tới cầu Bình Điền. Đó. Yeah. Đó. Hai bên đường người ta bán cờ rất là nhiều.
Nếu mà hôm nay đội tuyển Việt Nam mà thua là cờ thôi, mai không biết làm gì luôn. Những cây cờ rất là nhiều, không có gì cả. Đó, ai chưa có đổ xăng thì vô đổ xăng đi nha. Chạy. Mình tránh à, cầu Bình Điền đường vô thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi dạ. Vừa nghĩ là mấy chú công an dạ
tôi vừa nghĩ là mấy chú công an sẽ làm việc vất vả và các bệnh viện sẽ làm việc rất là vất vả. À, không bảo toàn, không gia dâm giao thông an toàn. Chào quý khán giả, Cương Dừa hiện tại Cương Dừa đang có mặt ở vòng xoay Phú Lâm đây. Hiện tại ở đây rất là nóng và xe rất là đông đúc và Cương Dừa không thể chen vô cái dòng xe này tại vì Cương Dừa đang chở con trai với con gái với bà xã của Cương Dừa quá trời luôn. Cương Dừa nhận thấy là có nhiều bạn yêu đội tuyển U20 Việt Nam và cũng có nhiều bạn là lợi dụng cơ hội này để các bạn đi cái bão đua xe đó, rất là nguy hiểm. Hy vọng là mọi người mình đi bão thì mình cũng đi an toàn nha quý vị nhé. Đó, bây giờ chắc Hương Dừa sẽ đi về để cho mấy bé ngủ đó, để sáng mai đi học. Mình làm gì làm chứ đó, yêu đội tuyển U20 Việt Nam nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo an toàn nha quý vị nhé. Trời, Hương Dừa cảm nhận cho giống như là thành phố Hồ Chí Minh sắp nổ bung luôn nhé. Rồi, bây giờ xin chào quý vị khán giả nha. Tình hình đang rất là nóng nhưng mà thôi, cũng vừa đang có hai đứa con nhỏ nên cũng vừa mới đi về cho các bạn ngủ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, cũng vừa nghĩ là đi tới sáng luôn đó.